Bạn Quỳnh Anh ơi, đây đây có con gì kìa bạn Quỳnh Anh ơi. Nó lụm con gì vậy bạn Quỳnh Anh? Đâu bạn Quỳnh Anh lụm coi. Ngồi xuống mắt thôi. Ê, dính rồi. Một băng cô. Ăn hồi 3 giờ. Gì đó hả? Coi con gì nó đâu bạn Quỳnh Anh. Ngồi xuống nó chụp. Ơi, vô. Khủng long ba đầu. Con đập nó chết rồi. Rồi, bỏ vô luôn. Rồi kia con nữa kìa bạn Quỳnh Anh ơi. Đây nè. Con gì bạn Quỳnh Anh? Mất kia, nhung ba đầu. Rồi, vậy còn một bản hôn câu cổ. Chấp. Dính, bỏ vô luôn. Bỏ vô luôn. Đúng rồi bạn. Bạn sao biển. Rồi một băng ngựa, chụp băng ngựa. Chụp. Dính. Nặng quá, bạn gì vậy? Một băng bạch tuộc nữa. Đi thôi nào. Này con cầm luôn đúng không? Đi thôi. Bạn Quỳnh Anh ơi, một vườn khủng long luôn bạn Quỳnh Anh ơi. Wow. Một bạn khủng long màu cam. Màu vàng hả? Bỏ vô. Một bạn khủng long có gai nữa. Dạ. Bạn khủng long có gai nữa. Đúng. Bạn khủng long màu gì? Màu vàng. Đúng. Ý, chụp dính. Ché rồi. Ché vuông. Đứng lên. Giơ tay luôn rồi nè mấy bạn ơi. Đây, một bạn khủng long nữa nè. Không có chào. Đúng rồi, bỏ vô sọt luôn. Rồi đi thôi nào. Ui, có nhiều con quá. Hai bạn hai cẩu luôn. Chấp. Một bạn. Rồi con bỏ vô vỏ đi. Vậy đó hả? Rồi bỏ vô sọt luôn. Nó bơi hả? Rồi còn một bạn nữa con chụp đi. Trên nước hả? Đúng rồi. Chụp. Dính. Trên nước hả? Đúng. Bạn đó bạn gì? Con đó con gì vậy? Con gì? Chụp dính rồi. Con gì vậy bạn Quỳnh Anh? Ăn cơm luôn. Gì đó hả? Ăn thôi. Rồi bỏ vô luôn. Đúng rồi. Tiếp. Chấp. Dính một bạn dê. Bạn dê. Bạn gì đó bạn dê. Chấp dính. Té luôn. Con gì vậy bạn Quỳnh Anh? Ủa, đúng rồi, bỏ vô vỏ luôn. Đúng rồi. Ôi ghê quá. Tìm tiếp thôi nào. Đi, nặng không bạn Quỳnh Anh? Nặng không bạn Quỳnh Anh? Đây mẹ cầm cho con. Mẹ cầm cho. Con gì bạn Quỳnh Anh ơi? Con gì bạn Quỳnh Anh ơi? Rồi con chụp nó đi. Ăn kẹo nhiều là bị sâu răng đó. Một bạn bắt tốt chấp. Con gì? Một bạn bắt tốt kìa, con chấp. Nó. Nó là chim đen con hả? Không có kìa, một bạn bắt tốt bên này nè. Nè, bạn Quỳnh Anh chụp đi. Quỳnh Anh không chụp nữa, mẹ chụp giùm bạn Quỳnh Anh luôn. Ý, dính một bạn bắt tốt nha, bỏ vô vỏ luôn. Mẹ chụp bạn. Bạn này bạn gì? Đây. Một bạn chim cánh cụt. Dớt con rồi. Chụp em... luôn. Con rồi con gì nữa? Ô con gắn bò trên cây. Một bạn gắn bò trên cây. Bạn Quỳnh Anh chụp coi. Chụp.
Trời ơi, rồi bỏ vô. Đạp, ôi bạn Quỳnh Anh đạp luôn. Rồi chết rồi, ngắn chết rồi bạn Quỳnh Anh ơi. Rồi bạn Quỳnh Anh bỏ vô. Rồi một bạn voi nữa kìa. Nó con thấy không? Nó chạy luôn. Nó luôn hả? Rồi chụp bạn voi đi. Ngã luôn rồi hả? Đây mày đi bắt giùm cho một bạn chó nha. Cũng bắt đụng cơ. Ôi một bạn voi. Con voi kia sao bạn Quỳnh Anh nè? Cái gì? Bay. Quay thì ra đây nè, chụp con này nè. Rồi chụp gắn hoài, con gắn chụp rồi chụp hoài. Đi mẹ mày quay hoài cái khúc này. Rồi chụp gắn đây. Dính. Con kiến lửa kìa. Rồi